Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mới là hướng dẫn các bạn cách vào game khi mà các bạn bị ban như thế này nha các bạn. Hiện tại thì server đang quá tải nha, tại vì khá là nhiều bạn mới vừa chơi game này nên là các bạn tải đang rất là đông luôn. Server nói chung hiện tại rất là ngán rồi. Hết bảo trì 59 phút rồi lại tới bảo trì 1 tiếng đó nên là các bạn không thể vào được. Và hiện tại bây giờ là nói chung các bạn vào game á thì các bạn sẽ thấy nó bị ban 59 phút như thế này nè. Nó không có hết đó nha, nó cứ chạy là nó còn à. Nó cứ chạy xong nó reset là như thế này nè. Thì các bạn cứ vào đi, các bạn thấy nếu như bị lỗi giống như mình á thì các bạn thoát ra nha. Các bạn thoát cái tab game đi. Sau đó các bạn quay trở lại cửa hàng Play, hoặc là bạn nào mà xài iOS á mà các bạn sử dụng điện thoại iOS hoặc là điện thoại Android á thì các bạn lên cửa hàng nha. Các bạn tải cho mình cái app tên là 111 nha, 4 số 1 nha các bạn. Các bạn tải cái app này về. Đây, mình tải xong rồi nha. Mình sẽ mở cái app này lên. Sau đó các bạn sẽ bật cái VPN nó lên. Cái này mục đích là để các bạn fetch IP á, để các bạn vào được game nha. Các bạn bật lên nè. Đó, mình sẽ bật cái app này lên. Ok, mình bật lên. Rồi, sau đó các bạn quay trở lại game nha. Các bạn quay trở lại game. Đây nè, mình quay trở lại game nè. Bây giờ là nó đã đang load nha các bạn, đang load nha. Load như thế này là vào được game nha mọi người. Từ từ mình chỉ tắt, các bạn đợi mình tới nha để mình tắt game chứ. Ok, rồi mình tắt đi. Các bạn nhớ tắt game nha. Tắt game xong các bạn mới lại nha. Thì cái app 4 số 1 này là cũng mới thôi, cũng mới vừa rồi thôi. Cũng nhiều bạn mới phát hiện ra thôi các bạn, nên là các bạn cứ tranh thủ các bạn tải cái app này về đi. Tải cái app này về các bạn bật lên rồi các bạn vào game các bạn chơi đi. Mai mốt chả hiểu kiểu gì có khi nó lại full nữa anh em. Đó, bây giờ vào được game nha các bạn, vào game bình thường thôi. Không bị gì hết. Cứ vào bình thường thôi anh em ơi, vào chơi câu các kiểu bình thường làm gì cũng được hết. Đó, các bạn đến đây các bạn làm gì cũng được hết. Thì các bạn cứ thoát ra vô lại thôi. Còn không nếu như các bạn muốn không phát cái IP á, không phát cái app 4 số 1 á thì các bạn chỉ còn cách là các bạn sẽ ban thôi. Tại vì mình thấy là cái này là tính theo lượt, ví dụ như người ta mà out ra là các bạn có thể vào được. Nên là các bạn chịu khó các bạn sẽ ban thôi. Các bạn lâu lâu các bạn vào. Các bạn vào được thì các bạn treo luôn, các bạn không ra nữa thì được. Mình thì mình đã vào được game này, bằng cái app này mình đã vào được game rồi. Còn bạn nào đang xem livestream, đang xem live của mình á, xem clip của mình á, các bạn giúp mình một like, một chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có mẹo gì hay thì mình sẽ up lên cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha.